năng suất chất lượng là một trong các yếu tố đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng nền kinh tế. Thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tích cực triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng của tỉnh. Sau 3 năm triển khai giai đoạn 1, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về năng suất chất lượng sản phẩm, tăng số lượng doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng so với trước đây. Đóng chân trên địa bàn huyện Đức Trọng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Sơn đang triển khai sản xuất 5 sào rau với hơn 140 loại rau củ cây ăn trái, canh tác theo phương pháp hữu cơ, với những tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt của châu Âu và châu Mỹ, còn được gọi là tiêu chuẩn EU và USDA. Giống cây trồng chủ yếu có nguồn gốc từ Mỹ và Hà Lan, sau khi tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ được chăm sóc trong vườn ươm trước khi mang ra trồng trong nhà kính tự động, với hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt. Sản phẩm sau khi thu hoạch được sơ chế bằng nguồn nước đạt chuẩn ISO, loại nước có thể sử dụng để uống. Đồng thời, tất cả các mẫu rau đều được kiểm tra hàm lượng vi sinh trong phòng thí nghiệm. Việc sản xuất rau củ hữu cơ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt không chỉ cho ra những sản phẩm sạch, đảm bảo dinh dưỡng, mà còn góp phần bảo vệ môi trường sản xuất một cách tuyệt đối. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nông sản ngày càng tăng, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng cao. Muốn cạnh tranh và thắng thế trong cạnh tranh, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp cần phải thực hiện việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm là đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển, đánh giá được một doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả như thế nào. Cùng với công ty Tường Sơn, trong giai đoạn 1 2012 đến 2015, dự án nâng cao năng suất chất lượng của tỉnh Lâm Đồng đã thu hút 168 doanh nghiệp chủ lực của tỉnh với 628 lượt tham gia dự án, đạt tỷ lệ 19%. Các doanh nghiệp sau khi được đào tạo đã từng bước áp dụng các kiến thức, kỹ năng và cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó cải thiện được năng suất, hiệu quả lao động. Sau khi mình đăng ký ra sót thì doanh nghiệp được thuận lợi nhiều, tức là về cái sản phẩm mình rất được uy tín, chất lượng. Rồi thứ nhất là được người tiêu dùng bình chọn rất là cao. Đổi lại mình cái quá trình mình sản phẩm mình ra mình trao đổi hàng hóa để rất là thuận lợi. Chung là giao thương giao là quá trình thuận lợi cho việc buôn bán trong nước như nước ngoài, rất thuận lợi cho mình. Đồng thời nó cũng tiết kiệm được chi phí. Cái hàng hóa mình không hư thì giảm được chi phí để mình tiêu hủy hàng hóa hay là để mình sửa chữa hàng hóa, cũng có thể là con lợi nhiều cho mình. Với số tiền đầu tư giai đoạn 2 trên 28 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có 100% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa dịch vụ chủ lực của tỉnh tham gia dự án, góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về năng suất chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái áp lực lên các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là các cái sản phẩm chủ lực cũng rất là căng thẳng. Do đó là trong cái giai đoạn này thì cái mục tiêu tổng quát của chúng tôi là muốn làm sao đó để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh cũng như là năng lực của các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh để đóng góp vào cái hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh cũng như là có khả năng cạnh tranh ra các cái thị trường quốc tế và chúng ta tham gia các cái sân chơi quốc tế thì không bị chết trên sân nhà. Dự án nâng cao năng suất chất lượng của tỉnh Lâm Đồng được triển khai vào đúng thời điểm các doanh nghiệp trên địa bàn đang cần một động lực để chuyển mình từ giai đoạn phát triển theo hướng tập trung đầu tư vốn, sử dụng nguồn lao động giá rẻ sang giai đoạn phát triển với cách quản lý hiệu quả, bên cạnh việc ứng dụng những tiến bộ khoa học để tăng cao giá trị hàng hóa. Đặc biệt các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, các phương thức quản lý tiên tiến cùng với đội ngũ nhân lực có kỹ năng và chất lượng là những điểm tựa quan trọng để các doanh nghiệp hội nhập thị trường khu vực và quốc tế. Dự án được kỳ vọng sẽ đảm bảo cho từng doanh nghiệp có những mục tiêu và định hướng cơ bản nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Sau hai đợt xả lũ liên tiếp vào giữa tháng 11 và gần cuối tháng 12, cộng thêm tình hình mưa lớn kéo dài, gây lũ cục bộ, ngập úng và thiệt hại nhiều vùng sản xuất rau trọng điểm của huyện Đơn Dương như Lạc Xuân, Lạc Lâm, Lạc Viên, v.v. đã làm sụt giảm.